Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Theo đó, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 6 là 39,56 tỷ đồng, đạt 5,16% kế hoạch, chậm so với kế hoạch được giao. Năm nay, Bộ Xây dựng được giao quản lý tổng số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước là 767,45 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công là 575,94 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 6 là 71,27 tỷ đồng, đạt 9,3% kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 6 là 39,56 tỷ đồng, đạt 5,16% kế hoạch. Được biết, kế hoạch năm 2023 còn chưa giao thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà đa năng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đầu tư nâng cấp trụ sở Bộ Xây dựng. Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Bộ yêu cầu người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư cần chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực. Ngoài ra, các đơn vị cũng phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý và gửi về Bộ Xây dựng để kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.